Diễn tập thực địa cuối chu kỳ nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4 trong khuôn khổ ADMM Cộng là sự kiện đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm và nâng cao uy tín vị thế quốc tế của Việt Nam trong cơ chế hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ ADMM Cộng, góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam với các nước ADMM Cộng. Thời điểm này, hai bên đã phối hợp chặt chẽ để xây dựng các đề mục huấn luyện cụ thể cho từng khoa mục, chuẩn bị thao trường và trang thiết bị, vật chất phục vụ diễn tập theo phân công. Đại diện nhóm chuyên gia Nhật Bản khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Việt Nam để diễn tập diễn ra thành công. Trong 3 năm từ năm 2021, Nhật Bản đã phối hợp cùng với Việt Nam để đồng tổ chức cuộc diễn tập thực địa cuối chu kỳ và thông qua các hội thảo, tập huấn thực tế. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm cũng như là những bài học thực tế của mình cho phía Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Cục gìn giữ hòa bình của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam để chuẩn bị những khâu cuối cho kế hoạch của những ngày sắp tới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức diễn tập thực địa đa phương về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nên Việt Nam mong muốn phối hợp hiệu quả với phía Nhật Bản để tổ chức thành công sự kiện, góp phần nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc tại địa bàn cho các quân nhân.